Trong phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Bắt đầu từ sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đã bắt đầu triển khai chương trình khuyến mãi 2 ngày vàng mua vàng giá tốt, kéo dài đến hết ngày mai 23 tháng 9. Khi mua hàng tại 3 cơ sở kinh doanh trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, khách hàng được tặng tới 50% chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra đối với sản phẩm nhẫn tròn trơn, vàng miếng, vàng rồng Thăng Long. Đồng thời, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm tới 50% tiền công chế tác trang sức vàng ta và giảm 30% tiền đá ngọc gắn trên trang sức mỹ nghệ vàng ta, cùng nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi khác có giá trị dành cho khách hàng. Theo ghi nhận, lượng khách đến mua vàng và đồ trang sức tăng đột biến, gấp 5 đến 6 lần so với ngày thường.